Bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho Bác Tuyết với nha. Mẹ ơi. Dạ. Trên mạng giờ này là hot cái trend thả thính hai ba con mực lắm. Mẹ có làm được không? Mũi trò trẻ con. Quen đố mẹ nhá. Lem, xin một cái tên. Mai Anh nhá. Hai ba lá chanh. Anh yêu Mai Anh. Mai. Ba bốn cái chai. Anh yêu bé Mai. Linh. 4-5 cái đình. Anh kết bé Linh. Em Hà. 5-6 hũ gà. Yêu mỗi em Hà. Thanh Hoa. 6-7 cái loa. Anh cưới Thanh Hoa. Hà Mi. 7-8 bao xi. Ôi trời ơi. Anh kết Hà Mi. Khánh Vân. 8-9 vào lên. Ảo thật đấy. Yêu em Khánh Vân. Còn cái cuối này. Cái cuối này khó lắm. Cả TikTok cũng không thấy ai làm được cả. Cái gì khó nói luôn. À, 2-3 con vịt. Thế vế sau là gì? 2-3 con vịt. Bán em là xịt. Được của nó. Cho xịt cái tên đi. Hậu trước mẹ. 2-3 cái chậu. Anh yêu em Hậu. Thu. 3-4 cái bu. Yêu riêng mình Thu. Hồng nhá. 4-5 cặp lồng. Anh kết bé Hồng. Thảo. 5-6 cái chảo. Say đắm em Thảo. Hương ý. 6-7 bà Tường. Thảo thật đấy. Anh thích em Hương. Chàng. 7-8 nén nhang. Ôi trời ơi. Nguyện chỉ có chàng. Nhung. 8-9 lá sung. Cả đời bên Nhung. Thế mày thả thính bằng cái bó rau mùi tàu đi. 9-10 mùi tàu. Anh xin miếng hàu. Anh xin miếng hàu. Cái cuối này. Cái này khó nhá. 2-3 con trồn. Trồn à? 2-3 con trồn. Yêu em vãi linh hồn. Được thế nhở? Nhưng mà bây giờ con ra đồ vật. Mẹ phải thả thính trước đồ vật, được không? Ok luôn. 2-3 viên gạch. 2-3 viên gạch. Em yêu anh Thạch. 3-4 cái bát. 3-4 cái bát. Em yêu anh Phát. 4-5 cốc nước. 4-5 cốc nước. Em yêu anh Phước. 5-6 cái phanh. 5-6 cái phanh. Thích mình anh Hanh. 6-7 cái thùng. 6-7 cái thùng. Say đắm anh Hùng. 7-8 cái cung. 7-8 cái cung. Em chỉ yêu Nhung. 8-9 chén rượu. 8-9 chén rượu. Nhậu em đi Hiếu. 9-10 tấm ảnh. 9-10 tấm ảnh. Mãi yêu anh Bảy. Mãi yêu anh Bảy. Còn câu cuối này. Câu này mới cực khó nhá. Khó. Không có trong tư điển của tao. Ôi trời ơi. 2-3 cái quần. 2-3 cái quần à? 2-3 cái quần. Em yêu anh Thuần. Thế mà ông nghĩ ra được. Thế mà ông nghĩ ra được. Nhưng mà phần 4 này là mẹ phải thả thính có từ con cơ. Ok. Con câu. 2-3 con câu. Anh yêu em Châu. Con cu. 3-4 con cu. Anh yêu em Thu. Con phi. 4-5 con phi. Ước có em Chi. Con tim. 5-6 con tim. Có mỗi em Kim. Con thuyền. 6-7 con thuyền. Nguyện chết vì Huyền. Con át. 7-8 con át. Đê mê em á. Con ma. 8-9 con ma. Anh sợ mất Nga. Con cuối cùng này. Con này dễ lắm. Sợ. Con bò. 2-3 con bò. Anh chỉ yêu. Em gì mày, thằng này. Mày bố láo phải không? Mày dạy tao láo phải không? Bây giờ con sẽ lại hỏi đồ vật. Và mẹ lại thả thính theo tên đồ vật, được không? Được. Xong. 2-3 quyển sách. 2-3 cuốn sách. Em yêu anh Zed. Ôi trời ơi. 3-4 cái tai. 3-4 cái tai. Em yêu anh Tài. 4-5 quyển lịch. 4-5 quyển lịch. Em yêu anh Mịch. Ngồi thôi, tôi không dám. Lại cắm tôi mấy sần. 5-6 tủ lạnh. 5-6 tủ lạnh. Ấm áp như mạnh. 6-7 cái giường. 6-7 cái giường. Thảo thật đấy. Em ngủ với trường. 7-8 con dao. 7-8 con dao. Cục ngã vì thao. 8-9 quả cam. 8-9 trái cam. Dụng chứng vì làm. 9-10 cái mâm. 9-10 cái mâm. Ôi trời ơi. Yêu mỗi anh Tâm. Câu cuối nhá. Câu này là con dành cho thần tượng của con. Không phải lòng vòng. Nói luôn. 2-3 cục tẩy. 2-3 cục tẩy. Mai Phan Anh Bảy. Nhà Bác Tuyết hiện tại đang kinh doanh các món đồ ăn vặt ở trên Shopee đấy nhá. Mọi người nhớ đặt hàng ủng hộ cho Bác Tuyết với nhá.